Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 9 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tiếp xã giao đoàn công tác tỉnh Modukiri, Vương quốc Campuchia. Thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk thăm tặng quà Tết các đồn biên phòng. Mang Tết đến với Trường Sa. Thời sự trong nước, gia tăng số ca nhập viện vì ngộ độc rượu ngày cận Tết. Trong phần tin thế giới, Thụy Điển tin tưởng Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ việc gia nhập NATO. Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị khởi động chiến dịch tái tranh cử. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh Modukiri, Vương quốc Campuchia do ngài Thong Savon, tỉnh trưởng tỉnh Modukiri làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Tiếp đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Phạm Minh Tấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ibnee, Phó Bí thư tỉnh ủy, Huỳnh Thị Chính Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, bày tỏ vui mừng được đón tiếp ngài Thong Savon và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Modukiri đến thăm chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. Thông báo nhanh tình hình kinh tế xã hội của Đắk Lắk cho năm 2022, tiềm năng thế mạnh và lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đình Trung tin tưởng bước sang năm mới, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai nước Việt Nam Campuchia nói chung và hai tỉnh Modukiri Đắk Lắk nói riêng sẽ tiếp tục phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ngài Thong Savon, tỉnh trưởng tỉnh Modukiri Vương quốc Campuchia đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, đồng thời gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Mong rằng trong năm mới 2023, hai tỉnh sẽ có nhiều chương trình giao lưu hợp tác, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của mỗi bên, góp phần tô thắm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh Modukiri và Đắk Lắk ngày càng bền chặt. Hôm nay ngày 9 tháng 1, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Ea Leo, IARV, Jok Mập Rê và Đắk Rê nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã nghe chỉ huy đơn vị báo cáo những kết quả nổi bật trong năm 2022, công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, công tác chăm lo Tết cho cán bộ chiến sĩ nhân dân khu vực biên giới. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đạt được trong năm qua. Biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ các đơn vị, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng chí mong muốn cán bộ chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng, nhân dân đã tin tưởng giao phó. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung thông báo một số thành tựu nổi bật của tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2022 và nhấn mạnh để đạt được những kết quả trên, có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Nguyễn Đình Trung gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ chiến sĩ và gia đình, đồng thời mong muốn các đơn vị chăm lo cho cán bộ chiến sĩ đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, vui xuân không quên nhiệm vụ, phân công trực Tết, bảo đảm quân số, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung lưu ý, trong năm 2023, các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quốc phòng, chủ động tăng cường lực lượng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm an ninh chính trị, an ninh biên giới, đồng hành cùng cấp ủy chính quyền cơ sở và nhân dân, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, tham gia hiệu quả vào công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức thăm tặng quà, động viên cán bộ chiến sĩ đội K51 đang làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Modukiri, Vương quốc Campuchia, nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Tham gia đoàn công tác có đồng chí Hờ Diêm Cờ Đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk. Đến các điểm đóng quân của đội K51 tại tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra điều kiện nơi ăn ở, dã ngoại và đời sống của cán bộ chiến sĩ. Việc duy trì các chế độ, nền nếp theo quy định, nhất là công tác đảm bảo quân số khỏe, kịp thời nắm bắt tâm tư tình cảm của bộ đội trong những ngày Tết đến xuân về, đồng thời tiếp thu các ý kiến đề xuất của cán bộ chiến sĩ để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền. Hiện nay, đội K51 đã chia thành các tổ đội xuống tận Phum Sóc, tranh thủ sự giúp đỡ của người dân sở tại. Qua xác minh, xử lý thông tin, đã tiến hành tìm kiếm cất bốc được 11 hải cốt liệt sĩ và nhiều di vật của bộ đội ta. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão sắp đến, đơn vị phấn đấu bảo đảm tốt nhất về mọi mặt để bộ đội được tham gia các hoạt động vui xuân. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đoàn kết khắc phục khó khăn của tập thể đội K51. Đơn vị đã phát huy được sức mạnh của tập thể, quan tâm bảo đảm đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, phát huy tốt những giá trị cao đẹp, làm sáng và lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn công tác đã trao quà của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Ban dân vận tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 515 tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk, đồng thời động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ đội K51 đón Tết trên đất bạn Campuchia ấm áp vui tươi và phát huy những giá trị nét đẹp văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Sáng nay ngày 9 tháng 1 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia đã tổ chức hội đàm hợp tác quân sự song phương lần thứ 10 năm 2023. Dự buổi hội đàm có Đại tá Lê Mỹ Xanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk. Năm 2022, công tác phối hợp quân sự giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh và nhân dân sống dọc hai tuyến biên giới đã luôn giữ vững mối quan hệ truyền thống tốt đẹp. Lực lượng đứng chân trên tuyến biên giới thường xuyên phối hợp giao lưu kết nghĩa, tăng cường công tác trao đổi thông tin, nắm chắc địa bàn, giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là việc phòng chống khủng bố, bạo lực, các loại tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước. Hai đơn vị luôn hỗ trợ nhau trong công tác phân giới cắm mốc, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lụt, tăng cường công tác dân vận, vận động quần chúng, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh, giúp đỡ nhân dân, giáp ranh phát triển kinh tế xã hội. Năm 2023, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk và tiểu khu quân sự Mondulkiri đã ký kết biên bản thống nhất, tiếp tục tăng cường công tác nắm, dự báo, trao đổi, xử lý linh hoạt các vấn đề có liên quan ở khu vực biên giới. Thường xuyên giáo dục cán bộ chiến sĩ và nhân dân hai tỉnh hiểu rõ chủ trương đường lối hợp tác giữa hai bên, qua đó tăng cường tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đoàn công tác tiểu khu quân sự Mondulkiri, Vương quốc Campuchia vừa đến thăm chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo tiểu khu quân sự Mondulkiri chúc mừng năm mới cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dành cho tiểu khu quân sự tỉnh Mondulkiri trong thời gian qua. Đặc biệt là trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, trao đổi tình hình, đấu tranh với các loại tội phạm trên biên giới và giúp đỡ hỗ trợ các nhu yếu phẩm, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Mondulkiri. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự quan tâm và những tình cảm tốt đẹp mà tiểu khu quân sự Mondulkiri đã dành cho Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Mong muốn thời gian tới, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, nhất là hoạt động phối hợp tuần tra song phương, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, mua bán người, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ gần đến Tết cổ truyền của dân tộc, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân lại tổ chức những chuyến tàu vận mang quà Tết và thăm chúc Tết các cán bộ chiến sĩ, nhân dân đang làm việc sinh sống trên quần đảo Trường Sa. Đây là chuyến đi đặc biệt mang theo những tình cảm, món quà giản dị và hơi thở mùa xuân từ đất liền đến với cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa.
Những con tàu của vùng 4 Hải quân rời quân cảng Cam Ranh ra khơi để đến với huyện đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc, thể hiện sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và nhân dân cả nước đối với biển đảo nói chung và quần đảo Trường Sa nói riêng. Trước đó, công tác chuẩn bị được thực hiện cẩn thận chu đáo để chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cho chiến sĩ đón Tết như thịt heo, nếp, đậu xanh, bánh mứt và cả chậu quất, hoa mai, cành hoa. Ngay từ đầu, đơn vị đã chủ động đề xuất bổ sung các cái trang thiết bị đông lạnh để cùng với 146 là chia thời gian để đưa thực phẩm từng loại, từng đảo, là sắp xếp từng khu vực, từng đảo và từng loại thực phẩm để đảm bảo 100% lương thực thực phẩm đưa ra cho các đảo, bảo đảm an toàn 100% để phục vụ tốt cho quân và dân từ đảo Trường Sa đón cái năm mới thật là ấm no. Chuyến công tác trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, thời gian hoạt động trên biển dài ngày, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của đoàn công tác. Song, cán bộ chiến sĩ vùng 4 Hải quân quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua sóng gió, đưa đoàn công tác đến với quần đảo Trường Sa an toàn, tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh em cũng xác định rõ, đó là mang cái hơi ấm liền ra. Bộ đội ở ngoài này thiếu thốn, không Tết, không có nhiều thứ như ở bờ. Đối với tàu thì đây là những chuyến cuối cùng của năm rồi. Chúng tôi muốn là tất cả những cái đồ gì, hàng gì đã được lên kế hoạch, đã được chuẩn bị thì mang ra ngoài là đây là trọn vẹn nhất cho anh em để đón một cái Tết ấm áp với lại gia đình, với lại đồng chí đồng đội của mình ở ngoài này. Đoàn công tác đến thăm các đảo, điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa. Các chuyến tàu của vùng 4 Hải quân mang theo hàng hóa là nhu yếu phẩm, phục vụ quân dân trên các đảo và điểm đóng quân thuộc huyện đảo Trường Sa đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Từng phần quà Tết đong đầy tình cảm yêu thương từ đất liền được gói ghém bảo quản cẩn thận, mang đậm hương vị Tết được các tàu đưa đến huyện đảo Trường Sa thân yêu. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đổi mới phương pháp dạy học môn lịch sử, thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã tổ chức các giờ học ngoại khóa tại bảo tàng, điểm di tích lịch sử, văn hóa. Đây là cách làm hiệu quả, vừa giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, vừa giúp học sinh yêu thích, học tốt hơn môn lịch sử. Hành trình khám phá, dấu ấn lịch sử là một tiết học ngoại khóa được tổ chức luân phiên giữa các khối lớp của trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, thành phố Buôn Ma Thuột. Tham gia tiết học ngoại khóa, các em học sinh được đến tham quan và nghe hướng dẫn viên di tích quốc gia, đặc biệt nhà đầy Buôn Ma Thuột, giới thiệu về lịch sử hình thành, ý nghĩa của khu di tích. Sự đấu tranh trong hoàn cảnh bị giam cầm, các chiến sĩ cách mạng đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, truyền bá cho các tù nhân khác những tư tưởng tiến bộ, tinh thần yêu nước cùng quyết tâm tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Thông qua các tiết học ngoại khóa đã giúp các em hiểu hơn về những đóng góp to lớn của các chiến sĩ cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, nỗ lực vươn lên trong học tập. Đến ngày hôm nay khi mà chúng em được đặt chân đến nhà đầy Buôn Ma Thuột thì chúng em mới càng hiểu rõ hơn được cái sự quyết tâm của ông cha ta ngày xưa. Vậy thì khi mà chúng em bước vào những căn phòng như thế này thì điều đầu tiên mà em ấn tượng nhất chính là phòng này không có ánh sáng, không có nguồn sáng được cung cấp cho ông cha ta mà ông cha ta có thể sống để tìm đường đi cứu nước rồi là trải qua những cái cuộc sống rất là khắc khổ như vậy. Và chúng em thấy rằng là từ đó chúng em càng phải cố gắng học hỏi hơn. Nhà đầy Buôn Ma Thuột được thực dân Pháp thiết lập và xây dựng trong giai đoạn 1930-1931 để đày biệt xứ và giam giữ những người yêu nước, những đảng viên cộng sản bị xử án nặng ở các tỉnh Trung Kỳ cùng những người đi đầu trong các cuộc đấu tranh của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Trong thời kỳ 1930-1945, đã có hàng nghìn tù nhân bị giam giữ ở nhà đầy Buôn Ma Thuột, đại bộ phận là đảng viên cộng sản. Ngày 23 tháng 11 năm 1940, 10 chiến sĩ cộng sản trong nhà đầy Buôn Ma Thuột đã thành lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên của tỉnh, đánh dấu bước chuyển mình trong phong trào đấu tranh, giải phóng dân tộc, góp phần đưa cách mạng tháng 8 thành công ở Đắk Lắk. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa tham quan di tích lịch sử đã giúp các em hiểu hơn về lịch sử địa phương.
Làm sao mà để các em yêu thích môn lịch sử thì đó là cái mà các thầy cô dạy bộ môn lịch sử chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều. Thứ nhất đó là chúng ta phải khơi dậy được cho các em lòng yêu quê hương qua những bài giảng. Và thứ hai nữa là những bài giảng trên lớp chưa đủ thì chúng ta phải tìm đến những cái nơi mà có dấu ấn lịch sử. Ví dụ như ở quê hương Đắk Lắk của chúng ta có rất nhiều những dấu ấn lịch sử để khơi gợi cho các em tình yêu quê hương. Có thể nói, việc tổ chức các tiết học ngoại khóa tại các di tích lịch sử đã góp phần nâng cao chất lượng môn học lịch sử, qua đó góp phần tuyên truyền giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc lịch sử vẻ vang của dân tộc, biết vượt qua khó khăn, có ý chí và khát vọng phấn đấu để trở thành những công dân có ích.